Nào các bạn nhìn này, đây là những cái bài tiêu chí của việc mà chúng ta làm chữ ấy. Chúng ta mới sẽ phải làm những cái này. Thì để muốn làm được cái chữ thì việc đầu tiên là các bạn sẽ phải nắm bắt được cái việc chúng ta sẽ có một cái khổ giấy nhá. Nhìn chưa? Phần thứ hai là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái tách chữ mà rất là nhiều chữ chẳng hạn này. Đó, các bạn có nhìn thấy nhiều chữ không ạ? Và việc thứ ba là các bạn sẽ phải chèn một cái tấm ảnh vào đây. Giống như buổi trước chúng ta vừa học thì tôi sẽ nhắc lại tổng quan cho mọi người biết. Để thứ nhất là chúng ta thiết kế ra những bài viết liên quan giới thiệu về một cái sản phẩm nào đó. Thì trong phần này các bạn chỉ cần để ý cho tôi đó là gì? Khi một làm về chữ cho thiết kế đồ họa thì bao giờ sẽ có chữ to đi với chữ bé. Và khoảng cách giữa chữ to, nhìn nhau ạ, và khoảng cách giữa các dòng nó khác nhau. Thường thường là cái này đến cái này thì xa hơn so với từ đây đến đây. Hiểu này chưa? Và chắc chắn là khi mà các bạn làm chữ như này thì bạn hãy chọn cho tôi phương án đó là gì? Chúng ta căn đều. Và căn đều đó bằng Ctrl Shift Z. Đúng không ạ? Cách thứ hai nữa là các bạn sẽ chọn là File và bạn chọn là Place cho tôi. Thì ở đây tôi có một cái biểu tượng. Đó là tôi chọn vào OE. Tôi chọn vào phần thư viên ảnh. Chúng ta làm lần lượt từng cái một thì như thế thì chúng ta sẽ nắm bắt được toàn bộ cái phần chữ chúng ta sử dụng như nào nhá. Còn tất nhiên là tôi đã gửi cho bạn một cái video liên quan đến chữ thì ứng dụng rồi. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Trong cái phần này thì như các bạn biết rồi là chúng ta sẽ chọn vào một cái đồng hồ để chúng ta làm thiết kế cho nó. Ví dụ như đây là cái đồng hồ mà tôi mong muốn. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Ok, tôi sẽ chọn đây. Và để muốn chèn một tấm, để chèn một cái ảnh này vào đây thì các bạn hãy nhớ nhá. Tôi sẽ chọn vào pen, tôi tích vào đây một điểm này. Các bạn sẽ cua theo đường cong này. Đi vào đây đường cong này, đi thẳng xuống đây này. Để là mình cắt theo cái hình của cái đồng hồ của chúng ta. Cũng có thể là cái khung hình cho việc bố cục các bạn làm. Sau đó thì bạn hãy chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và ấn vào Ctrl số 7 thì chúng ta có được cái hình này. Và nhiệm vụ của chúng ta là làm nào để khi mà chúng ta dùng cái việc là chèn cả cái này vào cái chữ thì chữ phải được giãn ra. Thì chúng ta sẽ chọn vào đối tượng. Chọn vào phần Object, chọn vào phần gì? Text Wrap và chọn vào Make thì các bạn sẽ thấy là tự khắc đối tượng này sẽ được giãn ra. Đúng cái phần mà chúng ta vừa làm đó là bên này không ạ? Nhìn chưa? Rồi. Tiêu chí thứ hai các bạn sẽ nhìn vào đây thì ở đây nó sẽ dùng là link giữa hai loại text với nhau và chèn thêm ảnh thì bạn có thể copy xuống đây cho tôi. Để muốn làm được cái này thì các bạn sẽ chọn là File và bạn chọn vào Place. Tiếp theo một lần nữa nào các bạn nhìn này, chúng ta sẽ chọn vào logo và ở đây nó sẽ có một cái logo để các bạn có thể trình bày được về thiết kế của các bạn. Có nhìn không ạ? Nhìn chưa? Phần thứ hai, chữ của các bạn có thể dùng một text và bạn rác vào một cái vùng cho tôi. Đây, cái text này nó sẽ nằm ở đây. Và text này thì các bạn có thể cho nó dài ra hoặc như nào đó. Đây, tôi sẽ làm cho cái text này nó dài ra. Mình sẽ đi qua từng phần luôn. Và text này do dài như này thì làm nào để cho nó ngắn lại thì tôi sẽ kéo từ dưới lên trên. Và nhớ một điều rằng text văn bản thì mới có cái kiểu kéo như thế nhá. Còn text bình thường bạn đánh như này thì không bao giờ có chuyện đó đâu. Nhìn chưa? Không bao giờ có chuyện đó luôn. Bạn tự xuống dòng hay lên dòng đấy là việc của bạn. Nhưng text văn bản thì phải nằm trong khung. Và lúc này chúng ta sẽ có một cái phần text nữa là chúng ta sẽ quét qua cái khung không. Khung này thì tôi sẽ bỏ cái text đi và tôi sẽ chuyển từ text 1 sang text 2 bằng cái công cụ này. Chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào biểu tượng là chuyển text. Có nhìn này không ạ? Thì các bạn sẽ nhìn đây. Và sau khi làm xong thì chúng ta vẫn có thể chèn được ảnh vào đây như bình thường. Ví dụ, chọn File và chọn vào Place. Lúc này các bạn có thể chọn cho tôi một cái hình của cô gái và đây là cái hình cô gái mà tôi sẽ làm. Tôi muốn đặt cô gái vào vị trí này và tôi thu lên một tí, đúng không ạ? Sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn một cái công cụ đó là đường cong. Các bạn có thể vẽ một cái biểu tượng hình như này nhá.
Ok, sau đó thì tôi sẽ đặt vào đây. À, dùng Shift C để vẽ cong cách trực tiếp như là tôi đã từng làm cho các bạn xem rồi. Tôi thích của em gái thì các bạn nhìn nào ạ. Đối tượng số 1, đối tượng số 2 và chúng ta ấn vào căn số 7 thì bạn có một cái khung. Và nhiệm vụ của này cũng tương tự như vậy, chúng ta vẫn chèn lại như bình thường. Qua cái Object, chọn vào Take Web và chọn vào Make thì các bạn sẽ thấy là nó tự chèn đây. Và lúc này các bạn sẽ thấy là tôi đã là hoàn thành cái việc mà kéo cái text này dài xuống một tí nữa để cho nó hết nhỉ. Đó thì chúng ta sẽ làm được cái biểu tượng của cái trang số 2. Các bạn nhìn này chưa? Ok, để muốn làm ra text số 3 thì người ta gọi là text đánh trong khung. Các bạn ghi text đánh trong khung như sau. Để muốn đánh được text trong khung thì tôi chọn vào File và tôi chọn vào Place. Tôi sẽ kéo một đối tượng. Ok, tôi sẽ chọn một cái khung như này. Để text đánh trong khung. Đó. Và làm nào được ra cái khung đó thì các bạn nhớ một điều rằng là tôi sẽ chọn vào công cụ Pen. Tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm. Tôi giữ Shift, tôi tích vào đây một điểm. Tôi sẽ vẽ một cái khung đúng như cái khung mong muốn của tôi. Thế là nhìn thấy khung chưa? Bạn có thể chọn một cái màu trắng cho mọi người dễ nhìn hoặc màu xanh cho mọi người dễ nhìn. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng tiếp theo một cái nữa, đó là text. Cái text đó là text số 2, được gọi là text đánh trong khung. Đấy, vẽ khung xong. Khung của bạn có thể là hình ngôi sao, có thể là hình quả táo, có thể là quả cam, có thể là cái hình gì đó bạn mong muốn. Tại vì trong thiết kế thì nó không quy định là mình sẽ có hình gì đâu ạ. Bạn sẽ chọn vào đây cho tôi và tự khắc tích vào đây nhá. Nhớ nhá, tích vào đây một cái thì tự khắc chúng ta sẽ tích nằm trong khung. Nhìn nhá, và chúng ta chọn màu tích. Tích đánh trong khung. Thế thôi. Chọn thẳng file tích đó là paste vào là tự khắc được rồi. À, tiếp theo, vậy thì text đóng trong khung đã xong. Đây, được chưa? Còn cái text này thì các bạn lưu ý là gì đâu ạ? Text này được gọi là text đánh chạy theo đường dẫn. Các bạn ghi đi, text đánh chạy theo đường dẫn như sau. Để muốn có được cái điều này, tôi chọn là File và tôi chọn là Place. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng là công cụ OE và chọn vào Line. Chúng ta sẽ chọn một cái đôi giày. Ok, tôi sẽ chọn một đôi giày như này. Để muốn đánh text chạy theo đường dẫn thì nó sẽ chia hai loại. Loại thứ nhất là chạy theo đường quen. Ok, và lúc này thì các bạn để ý này, tôi sẽ để cho nó một cái màu, đó là màu đen cho mọi người dễ nhìn. Sau đó là mất màu đi. Có nhìn thấy cái đường này này không ạ? Và text đánh chạy theo đường dẫn đây thì người ta chính là text số 3. Bạn sẽ chọn vào text số 3 và gõ thẳng trực tiếp trên cái nét của đối tượng thì tự khắc nó sẽ tự chạy theo. Có nhìn thấy không ạ? Như này chưa? Tự chạy theo. Và vấn đề là để muốn cho nó xuất hiện trước và xuất hiện sau đôi giày thì người ta chỉ dùng một cái biện pháp, đó là mặt nạ thôi. Là xong. Mặt nạ nghĩa gì? Đoạn này tôi muốn mất, đúng không? Ok, mặt nạ. Bỏ clip đi. Chọn vào Pen. Tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Thì các bạn có đồng ý với tôi là nó sẽ chui ra đằng sau không ạ? Hiểu cách làm chưa? Rồi. Text đánh ra theo đường dẫn nó có chia là loại thứ hai, đó là đánh theo hình tròn. Các bạn ghi đi, text đánh theo hình tròn như sau. Text đánh theo hình tròn thì các bạn có thấy là người ta làm đĩa CD, rồi làm huy hiệu đoàn, rồi một số cái logo mà liên quan đến vòng tròn. Đấy, người ta gọi là text đánh theo hướng dẫn này. Các bạn có thể nhìn thấy những cái mà trà sữa không? Logo trà sữa chưa? Có text chạy theo hình tròn. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn vào T và tôi gõ thẳng trực tiếp vào đây. Tôi ghi là tiệm. Ctrl A, xóa hết đi tiệm. Trà bánh kẹo. Ok. Mới. Ok.
Sau khi làm xong, các bạn được quyền bạn tích đúp vào biểu tượng đó và quét qua tăng cái giá trị này lên để cho mọi người cùng nhìn dễ hơn. Nhìn này không? Đánh theo đường dẫn nhìn nha, hình tròn chưa? Và khi đánh theo đường dẫn này nó có hai cái mà các bạn cần lưu ý, đó là cái điểm chốt này, nhìn lên chốt này chưa? Nhìn cái này chưa? Cái này chính là điểm đầu và điểm cuối đối tượng. Cái này các bạn chỉ cần kéo quá như này thì tự nhiên nó sẽ xuất hiện dấu cộng, có nghĩa là bị hết chữ. Nó giống như việc bạn đánh tích trong khung ấy, thì cái này nó đi theo hình tròn, bạn phải kéo dài này thì mới xuất hiện được. Hiểu cái này không ạ? Và thứ hai, bạn có nhìn thấy điểm chốt đầu tiên không ạ? Chính là điểm xuất phát. Bạn có thể cầm điểm xuất phát đi, xuất phát đâu? Nhiều ạ, nó có hai điểm chốt nhá. Điểm chốt đầu là chọn điểm xuất phát của chữ, thích kéo đâu đấy là việc của bạn. Điểm chốt thứ hai của chúng ta nó nằm đây đúng không? Để làm gì? Xuất hiện nhiều hay xuất hiện ít là phải chọn cái này nhá. Ok, được chưa? Hiểu cái này chưa? Rồi, nhưng có những người bảo là thầy ơi, vậy thì em thấy là nó có cái bên trên nó có Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc là chạy xuống dưới mà. Có đúng không? Có những cái tích là chạy ngược lại đúng không? Như này đúng không? Một cái là theo kim đồng hồ và một cái là ngược kim đồng hồ. Chứ không phải là như thế này nhá. Các bạn nhớ nhá, không phải có chuyện như này đâu. Câu chuyện này là câu chuyện sai nhá. Em nhìn thấy huy hiệu đoàn chưa? Có cái tích vòng ngược lại ấy. Vậy chúng ta có làm được không? Thì các bạn nhớ một điều rằng để muốn tích đánh vòng ngược lại, chúng ta sẽ tích vào công cụ tích đó. Tích đúp nhá. Nhìn nhá, tích đúp vào đây. Nhìn tích đúp chưa? Nhìn tích đúp chưa? Ok, nó sẽ sinh ra cái này. Hoặc các bạn có thể chọn vào tích và chọn vào đây giúp tôi. Ok, có nhìn này không ạ? Ấn vào đây. Sau khi mà làm xong cái này thì nó mới, chúng ta mới làm được chứ, đúng không? Rồi sau khi mà các bạn ghi xong được đối tượng đó thì chúng ta sẽ ấn vào đây một cái. Các bạn có nhìn thấy cái chữ preview không ạ? Xem trước. Và phần thứ hai, các bạn nhìn thấy chữ Philip chưa? Khi tích vào đây thì tích của chúng ta đổi ngược lại. Nhìn đổi ngược lại chưa? Và sau khi đổi ngược lại tôi ấn ok thì tôi cầm cái điểm đầu xuất phát của nó này. Nhìn thấy nhá, chúng ta sẽ chọn vào điểm xuất phát đầu tiên của nó đây. Điểm đầu, điểm cuối đây. À, các bạn có nhìn thấy chỗ này nó sẽ có làm sao hả? Các bạn nhìn thấy không ạ? Ok, vậy thì như này chúng ta mới làm được đúng được cái tích của chúng ta. Nó chính là cái tích số này. Nhìn này chưa? Ok. Tiếp theo, cái tích thì chúng ta còn có cái gì nữa? Tích to, tích nhỏ, rồi chuyển mã rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ghi là hiệu ứng của tích. Chúng ta ghi hiệu ứng tích nhá. Nào, một cái đối tượng tích được vẽ ra, chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng khi tích vào nó. Các bạn có nhìn thấy cái này không ạ? Khi bạn tích vào đây một cái thì ngay lập tức nó sẽ mang hiệu ứng bẻ cong cho các bạn. Đây ạ. Và cái này chính là thanh bẻ cong này. Xuống dưới hay lên trên, các thuộc tính về bẻ cong. Ấn vào đây. Nhìn nha. Có nhìn này không? Hiệu ứng nha, ấn vào đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một cái biểu tượng nữa là tôi sẽ đánh một cái chữ là che dấu. Các bạn ghi đi, che dấu cho phiên bản của chúng ta. Lưu Kim Khánh. Được chưa? Ví dụ như này, Lưu Kim Khánh. Bởi vì thứ nhất là có những cái phông chữ của chúng ta không có hỗ trợ về dấu, nhưng lại có thể là dùng được phương pháp thay được. Thì các bạn nhìn này, để đánh được điều đó, bạn hãy chọn vào phông chữ ấy nhá. Nhìn phông chữ ấy chưa? Chúng ta chọn vào tipe, được chưa? Ở đây chúng ta sẽ chọn tiếp theo là cái này. Đây là gọi là thư viện. Thư viện hình, thư viện dấu, để chúng ta có thể chế dấu được cho phiên bản thiết kế của chúng ta. Đặc biệt những bạn nào mà dùng tiếng Việt nhưng lại phông nước ngoài,
có nghĩa là cái ngôn từ của bạn là chính là tiếng Việt nhưng mà bạn này dùng phông của nước ngoài nên nó không hỗ trợ về dấu, nên chắc chắn bạn phải che dấu tôi bằng cái này. Khi mà tích vào đây thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện ra một cái phiên bản và nó sẽ đi đến cho các bạn bạn đang dùng phông chữ. Nhìn phông chữ này chưa? Tôi sẽ đẩy ra cho bạn xem nhá. Nào, kéo xuống, chúng ta xem là chữ A của chúng ta có dấu không? Đó, các bạn có nhìn thấy chữ E chưa? Đây, Huyền có rồi, nhưng mà dấu kia có chưa không biết. Chúng ta sẽ kéo xuống một lần nữa xem còn có gì nữa không ạ. Nào, kéo lên nhá, xem có không. À, chúng ta sẽ kéo rộng ra cho dễ nhìn hơn. Sắc đâu rồi không thấy, các bạn có nhìn thấy dấu sắc của tôi không nhỉ? Dấu sắc trên á, đâu trên á, trên khu lấy á. Đây á, đây á, nhìn đây á. Chỉ có một số trường hợp mà chúng ta không có dấu đây, chúng ta sẽ quét qua đây. Nhìn này, quét qua chữ này, nhìn chưa. Sau khi quét qua chữ xong thì các bạn chỉ việc làm mỗi thao tác bạn tích đúng vào đây cho tôi thì nó sẽ có dấu nhá. Có một số phông là không cho đánh dấu, có nghĩa là không hỗ trợ dấu nhá. Nhưng trong cái phần này nó vẫn có dấu cho các bạn để bạn thay thế. Các bạn hiểu ai chưa? Còn có những trường hợp mà nào thầy ơi, nhưng mà có những trường hợp lại không có dấu luôn thì bằng cách nào? Thì bạn hãy chọn cho tôi một phông tương tự, nhớ nhá, mọi người phải chọn cho tôi một cái phông tương tự này, sau đó mọi người tích vào đây giúp tôi. Ví dụ tôi sẽ chọn chữ Y, trong chữ Y này thì có dấu sắc không các bạn? Thì chữ mà muốn biến chữ trở thành đối tượng thường thì phải ấn vào Ctrl Shift O các bạn. Sau khi Ctrl Shift O tôi dùng công cụ phím E tôi quét qua phần phía dưới tôi xóa đi thì có phải tôi có được dấu sắc này không các bạn? Và dấu sắc này tôi chỉ việc mang vào đối tượng và tôi thu nhỏ lại. Mọi người hiểu cách làm chưa? Và nhớ một điều rằng đừng dùng công cụ pen vẽ ra dấu nhá, dấu hỏi dấu ngã không. Tôi chọn một phông chữ tương tự, chọn dấu hỏi dấu ngã, sau đó convert đi, chỉ lấy cái dấu sang thôi thì cái dấu của chúng ta nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Các bạn nhớ nhá, đừng dùng pen vẽ ra, nó không bao giờ đẹp được. Đó, thì đây là cái cách chế dấu. À, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái thuộc tính nữa là trong cái công cụ tích số 1, tích số 2, tích số 3 đi qua là tích số 4. Các bạn ghi đi, tích số 4 là đánh theo kiểu thư pháp. Đây là một trong những cái thể loại mà không dùng nhiều, nhưng tôi nói tại sao này, cái này không dùng nhá. Các bạn nhìn này chưa, tích này chúng ta chọn vào đây, chúng ta gõ vào đây. Các bạn có thấy là ví dụ như là lưu này nhá, các bạn nhìn này, lưu này, à, kim này. Đó, các bạn có thấy là đánh theo chiều dọc không ạ? Đây ạ. Nó tự nhảy xuống các bạn. Thì thực ra bản chất của cái này nó là cái gì? Nó chính là tích nằm ngang. Nó mang đầy đủ toàn bộ tất cả những cái giá trị của tích nằm ngang nhảy cho các bạn. Nó giống hệt nhau. Tích số 1 sẽ giống với tích số 4. Giống ở chỗ nào? Đây, các bạn nhìn chưa? Tôi chỉ cần chọn vào biểu tượng này, sổ xuống. Tôi chọn vào đây, ở đây nó có một chế độ hiển thị cho các bạn. Các bạn nhìn thấy cái chúng ta đang chọn vào vertical hay chiều dọc không? Chúng ta chỉ cần horizon như này thì tự khắc nó sẽ làm sao? Thì chiều ngang. Vậy thì bản chất của tích số 1 và tích số 4 là giống hệt nhau. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok. À, tiếp theo cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chọn vào tích số gì? Số 5 sẽ giống với số 2. Tích này cũng là tích đánh trong khung, tôi vẽ một cái biểu tượng ra. Tôi chọn vào tích số 5. Có nhìn này không ạ? Tôi sẽ tích vào đây một cái. Các bạn sẽ thấy là tôi phông chữ tôi sẽ viết nha. Cái này các bạn làm cho công nghệ thông tin, bạn viết ma trận thì có thể là nó sẽ nhanh hơn. Là bằng là viết ngang xong enter xuống dòng, xong lại xuống dòng, enter xuống dòng thì nó sẽ rất lâu. Nhưng cái này cứ đánh phát nó tự khắc có được cho các bạn. Cái này trường hợp cũng ít dùng, chia sẻ mọi người biết rồi. Tiếp theo,
Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có tách số 6 tương ứng với tách số 3. Và cái này nó chạy dọc theo đường dẫn pen của các bạn. Ví dụ tôi tích vào đây, 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 tôi tích vào đây. CP. Mọi người nhìn này chưa? Đối với cái tích số 6 thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ chọn vào đây, tôi tích vào đây một cái thì nó sẽ được chạy theo dòng. Có nhìn không? Có nhiều người người ta lợi dụng cái này để người ta quảng cáo cho giày. Em biết một thương hiệu giày, người ta vẽ bằng nét xong sau đó người ta làm cái dây giày ấy em. Người ta vẽ một cái dây giày ra và có chữ thương hiệu nó ra. Đó, đấy là một ý tưởng. Và chúng ta có thể làm được bằng cái cách như này. Và riêng cái T số 7 thì nó sẽ thú vị hơn, các bạn ghi đi T số 7. Shift T là một trong những công cụ điều chỉnh trực tiếp phông chữ. Ví dụ lúc này chúng ta chọn vào T, chúng ta đánh một cái chữ như sau. Tôi sẽ bỏ cái phần này chữ đi đi. Và tôi sẽ chọn là gì? Trong phần thiết kế đồ họa của chúng ta có một cái phần T số 7. Như vậy. Riêng cái phần Shift T này rất hay, chỗ là bạn muốn thay màu cho đối tượng bằng những cái tích thẳng vào đây, đổi màu luôn. Không cần phải quét qua đâu. Ăn luôn. Như vậy. Phần thứ hai, khi mà bạn đã gốc đối tượng thì bạn có thể tự phóng to thu nhỏ đối tượng rất là dễ dàng. Đây điều chỉnh trực tiếp mà. Bình thường các bạn phải quét qua xong bạn chọn vào phông chữ rồi chọn vào kích cỡ đúng không? Còn không, cái này điều chỉnh luôn. Ok, tiếp theo. Các bạn nhớ một điều rằng là cái đối tượng này của chúng ta nó có thể xếp được đối tượng được không? Đây, nhìn nhá. T số 7 này, tích vào đây nó có thể xoay. Nó có thể xoay được biểu tượng. Phần thứ hai, tạo hình cho đối tượng bằng cách tôi tích vào đây và tôi có thể điều chỉnh cái này như này được không ạ? Ok, tôi tích vào đây, tôi chọn như này thôi. Có nhiều người thì người ta tạo hình cái phông chữ. Ok, có thể chọn như thế này. Và có thể là như thế này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Và có rất nhiều người người ta vẽ viết chữ theo kiểu như này. Sau đó người ta đặt những cái khoảng không này. Nhìn thấy khoảng không này chưa ạ? Làm một hình ảnh. Ok, cũng có thể là có những trường hợp mà người ta chọn vào như này. Đây các bạn có thấy là chúng ta có thể xếp đối tượng này bằng công cụ chữ nhá. Nhìn chưa, trong ở đây. Đây người ta tạo hình như này. Cho nó đồ họa mà. Ok, chúng ta sẽ chọn ở đây. Đó. Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng đó thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái khối hình như này nhá, nhìn này. Chúng ta tôi sẽ cắt từ đây đến đây. Rồi. Sau khi làm xong tôi sẽ chọn cái này màu đỏ cho xuống dưới tất cả. Đây một nếu ạ. Tấn vào Ctrl C, Ctrl F cho lên trên tất cả và chọn đối tượng chữ. Được chưa? Ctrl số 7. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Ok, vậy thì lúc này các bạn có thấy là tạo hình của tôi nó vẫn nhìn ra cái chữ mà tôi cần muốn nói không ạ? Sau đó các bạn chỉ việc làm thao tác là chọn vào File và bạn chọn vào Place giúp tôi thôi. Cái này nó rất là đơn giản rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn đến đồ E, chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn vào trang sức. Hoặc là các bạn sẽ chọn vào, đúng rồi, chúng ta sẽ chọn trang sức đi. Hoặc túi sách đi. Đó, tôi sẽ kéo. Ok, tôi chọn vào đây. Và đối tượng này các bạn nhớ một điều rằng là tôi sẽ thay chữ này bằng màu trắng. Nhìn thấy không ạ? Các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Và cái tín hiệu đồ họa nó sẽ rất là mạnh khi bắt đầu tôi sẽ làm. Một là như này. Hai là tôi sẽ cho nó chuyển êm và nền được không ạ? Mọi người biết chuyển êm và nền rồi. Đây, click vào đây. Bỏ clip. Để nhìn được hình, vẽ một hình hơn vuông to hơn hoặc bằng. Chọn vào gradient là đen trắng. Chọn vào phím G để thay đổi hướng của nó. Ok, ngược lại. Các bạn có nhìn này không ạ? Và sau khi làm xong thì tôi thoát và dứt lệnh. Tôi đã có một sản phẩm. Nhưng để muốn cái sản phẩm này nó tốt hơn, các bạn nhìn không ạ? Tôi sẽ ấn vào biểu tượng như sau. Tôi chọn cái nền này, nhìn chưa?
y ngắn, chỉ thẳng vào đây. Đó. Các bạn có thấy không ạ? Thì cái này được gọi là tạo hình cho chữ. Có nhìn không ạ? Nó sẽ rất là tốt cho việc thiết kế của các bạn. Ok. Thì T số 7 chúng ta là tôi dùng rất là nhiều. Vậy nó làm được cái gì đây? Cho bạn xem. À, nó chính là những cái bài đây này. Đây là cái bài của nước ngoài này. Các bạn nhìn thấy bài của nước ngoài chứ, người ta design về chữ người ta xếp như này. Người ta không phải cần phải tách ra nữa. Đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học đến thư viện hình của chữ. Cái thư viện hình của chữ nó nằm ở đâu? Nó chính là cái này. Và trong phần này các bạn sẽ gõ cho tôi chữ V kép. Nhìn không ạ? Sổ xuống chúng ta có chữ wedding chỗ này này. Nhìn không ạ? Ở đây có rất nhiều thể loại về hình. Các bạn chỉ cần tích vào đây thôi thì các em tức là chúng ta đã có được cái biểu tượng mà chúng ta mong muốn. Ok, các bạn nhìn nhá, tôi tích vào đây một cái. Các bạn có thấy là ở đây tôi có cái này không ạ? Tôi chỉ cần kéo này xuống thì các bạn có thấy là đây là những cái hình thư viện hình chúng ta có sẵn không ạ? Chúng ta muốn có một cái kéo này, chúng ta chỉ cần chọn vào chữ T. Tích một cái vào đây và gõ vào đây này, tích đúp này. Để chúng ta vào cái kéo. Và muốn biến cái kéo này trở thành đối tượng thường thì các bạn sẽ phải ấn vào Ctrl Shift O bởi vì bản chất nó là chính là phông chữ. Nhiều không ạ? À, cũng tương tự như vậy, chúng ta sổ xuống. Chúng ta chọn loại thứ hai thì các bạn nhìn này, tôi kéo xuống đây nó có những biểu tượng ngôi sao cho các bạn. Các bạn cũng tương tự như vậy. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chọn vào số 3. Nhìn chưa? Và chọn vào cái đầu tiên này, chúng ta sẽ chọn đây. Ok, sổ này xuống. Các bạn có nhìn bản đồ không ạ? Thì cái biểu tượng bản đồ này là một trong những biểu tượng mà cũng được dùng rất là nhiều trong cái background cho cái tính catalog ấy. Các bạn có thể chọn vào đây và đổ cho nó một cái màu xanh và giảm độ opacity đi. Có nhìn không ạ? Đấy, người ta hay làm background như thế, cách như này, Ctrl Shift O. Đó. Thì nếu mà các bạn muốn nắm được toàn bộ về chữ thì chắc chắn là bạn phải làm được hết tất cả những cái phần này giúp tôi. Còn cái này là chính là mút nhá. Nhìn thấy chưa? À, còn nhớ cái mút của chúng ta không ạ? Mút thì phải làm được cái này nhá. Cái này là vỡ hình là mút này. Và mút thì tôi đã gửi cho các bạn xem rồi. Đó. Đây, design này. Người ta có thể làm ra những cái này. Khoảng không. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là cắt dao. Các bạn đi đi. Để cắt dao các đối tượng với nhau. Cắt dao và căn chỉnh. Trong cái phần cắt dao của chúng ta nó có một cái công cụ rất là hay, đó là công cụ Shift M. Tôi cũng sẽ phải nói lại cái này cho các bạn, bởi vì là cái công cụ Shift M là một trong những công cụ cắt dao tốt nhất. Tôi sẽ quét qua đối tượng đó, hiểu không ạ? Và tất nhiên là chọn một màu xanh và màu đậm đều. À, lúc này các bạn nhớ một điều rằng là để muốn cắt dao đối tượng 1, đối tượng 2, tôi chọn vào cả hai đối tượng. Cái này nguyên tắc là phải chọn từ hai đối tượng trở lên. Sau khi chọn cả hai đối tượng thì ở đây nó có thuộc tính là khi bạn chọn vào công cụ Shift M, nếu chúng ta không giữ phím gì, chúng ta kéo từ 1 sang 2 nó sẽ nối liền lại với nhau. Nhiều không ạ? Còn nếu mà bạn giữ phím Man thì bạn muốn trừ cái phần nào đi thì bạn chỉ cần tích vào đó, tự khắc nó biến mất. Giữ An là trừ. Và sau khi tất nhiên là trừ xong thì bạn sẽ có được bố cục mà bạn mong muốn một cách nhanh nhất. Là cái này rồi. Thậm chí là khi mà bạn làm với một cái chữ, ví dụ đây là một cái chữ chẳng hạn, tôi sẽ chọn vào phông Roboto chẳng hạn như này nhá. À, các bạn có đồng ý với tôi là nếu mà tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ quét qua, tôi dùng lệnh là Ctrl Shift O và tôi vẽ một cái nét bình thường như này, là cắt dao giữa nét và hình, đúng không? Nhìn này, nhìn chưa? Chúng ta chọn 1, chọn 2,
Shift F7 và chúng ta sẽ cắt dao, nhìn không? Thì khi cắt dao xong thì cái việc mà để bạn tách ra thì cũng rất là lâu, nhìn không? Tôi sẽ tách này, cực kỳ lâu. Và nếu mà cắt theo thế cách thông thường thì bạn sẽ chọn vào cái công cụ hình vuông, bạn quét qua một nửa của phần chữ đó, bạn cắt dao như này thì tôi đảm bảo cho bạn biết cũng hơi bị khó cắt luôn. Nhìn nhá, nhìn này, cắt dao này, cắt mất này, nhìn nhá, nó chỉ được một thằng thôi. Nhưng với cái công cụ mà vừa rồi chúng ta vừa được học là gì, đó là Shift M, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ rất là tiện cho việc thiết kế của các bạn. Chọn một, chọn hai, giữ công cụ phím An và kéo từ trái qua phải, nhìn không, kéo từ trái qua phải, nhìn thấy chưa? Và sau khi kéo xong bạn bung tay ra, bạn yên tâm điều rằng tôi đã cắt được một nửa còn lại. Đó, cắt đơn giản nhất là dùng cái này. À, vậy thì cũng tương tự như vậy, thì cái công cụ Shift M đấy nó sẽ tạo cho chúng ta một cái bố cục khá là thú vị bằng cách hình tròn với nhau. Ví dụ tôi chọn hình 1 nhá, tôi ấn được Ctrl C, Ctrl F, tôi sẽ là thu nhỏ này, hình này, và tôi chọn một cái màu đỏ, nhìn không ạ? Tôi quét qua cả hai, tôi muốn làm rỗng bên trong thì rất là đơn giản, tôi chọn vào đây, tôi tích vào đây một cái, giữ phím An tích vào đây, thủng bên trong chưa? Rồi tôi chọn một, chọn hai. Sau khi tôi có hình này xong, tôi sẽ copy hình này thứ hai và Ctrl D, tôi có 3 hình. Với 3 hình này tôi dùng một thao tác rất hay, quét qua toàn bộ đối tượng đó. Dùng một chiêu thức Shift M, bạn nhìn này, tôi cầm điểm này tôi nối vào đây. Rồi, tôi cầm điểm này nhá, sau khi tôi cầm điểm này tôi sẽ nối vào đây. Rồi, vậy thì sau đó thì chúng ta mới chơi tròn này, tôi tích vào đây một cái, tôi chọn tầm màu thử cho bạn xem. Các bạn có nhìn thấy cái vòng xanh nó chui vào trong này không? Nhìn này chưa? Ok, tôi chọn vào đây, tôi sẽ chọn một cái màu khác được không? Tôi chọn cam cho bạn xem. Và cái màu này thì sẽ làm sao? Có thể cam được không? Các bạn nhìn này không ạ? Ok. Bình thường chúng ta làm rất là vất vả, cắt dao xong rồi cho lên trên, để ăn trên xuống dưới. Đối với Shift M thì nó rất là đơn giản. Nhưng sau khi làm xong thì người ta còn làm với cái gì nữa? Ok. Sau khi làm xong Shift M nó còn làm được cái này nữa nhá. Các bạn nhìn này, tôi sẽ quét qua toàn bộ, nhìn không ạ? Tôi chơi một trò rất là vui, tôi cầm điểm này, tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Tích vào đây để làm gì? Để tạo ra bố cục đây ạ. Tôi bỏ cái hình này đi. Đúng không ạ? Hai cái hình này tôi để nguyên. Đây, xanh. À, cái này tôi sẽ để một ghi. Mọi người nghe nhìn này không ạ? Được chưa? Bây giờ tôi làm sao để chèn được ảnh vào đây? Có phải là cái này có phải tạo ra bố cục như này không ạ? Đấy, có rất nhiều người người ta sáng tạo bằng cách là tạo ra bố cục hình tròn. Như này. Cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2, Ctrl số 7. Tích đúa vào, các bạn có thấy là tự nhiên là nó có được cái hình rất là đơn giản nha. Nhìn chưa? Người ta lợi dụng để người ta đưa vào mà. Rồi, tiếp theo chọn bên này. Tôi chọn vào file và tôi chọn vào play tiếp theo một lần nữa, tôi sẽ kéo lên đây. Ok. Cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2, Ctrl số 7. Đấy, người ta làm thiết kế đồ họa có rất nhiều kiểu để tự sáng tạo. Nhìn không ạ? Và ví dụ như trong trường hợp này thì cái hình này tôi không thích, tôi vứt đi. Hình này tôi không thích, tôi vứt đi được không ạ? Và cũng tương tự như vậy, các bạn nhìn hình này chưa? Tôi sẽ quét qua đối tượng 1, đối tượng 2 và đối tượng 3 như này nhá. Tôi sẽ dùng công cụ này, tôi giữ phím An, tôi loại trừ thằng này được không ạ? Tôi loại trừ được như này không ạ? Đấy, cũng như là bạn sẽ được quyền là tạo hình với những cái thứ mà bạn mong muốn, có thể là làm ra rất nhiều thứ về bố cục để cho cái sản phẩm của chúng ta nó ưu việt hơn. Đây là sáng tạo về mặt bố cục. Ok, thì đấy là công cụ cắt dao. Tiếp theo chúng ta sẽ đến công cụ K. Các bạn ghi đi, công cụ K. À, công cụ K là công cụ đổ màu. Cho những đối tượng nét không kín thì tôi nhắc lại cho các bạn một tiêu chí là tôi sẽ vẽ một cái nét này để tạo ra các loại bố cục khác nhau. Ví dụ chọn đề một cái, ấn đề. Và cho cái nét nó to lên một tí được không ạ? Rồi, xong. Tiếp theo tôi lại vẽ một cái nét tiếp theo vào đây. Tôi vẽ một cái nét vào đây và tôi vẽ một cái nét vào đây. Được không ạ?
đây là những đối tượng nét, nó không liên quan đến nhau bởi vì mỗi cái này là một đối tượng. Và tất nhiên là công cụ ca sẽ giúp chúng ta đó là đổ màu vào đây nhá. Các bạn nhìn này, đổ màu vào đây nó sẽ có gì đây, tôi chọn vào đây. Và tất nhiên là sau khi chọn vào đây xong thì bạn có thể đổ màu một cách rất là dễ dàng. Đấy, tôi đổ màu cho bạn xem. Nhìn đổ màu chưa? Và đổ màu xong, cái này vẫn được quyền điều chỉnh được bằng công cụ phím A. Ví dụ cái miếng này bé quá, tôi sẽ quét qua đây, tôi kéo này sang được. À, tôi cầm điểm này tôi kéo vào đây được. Sau đó bạn sẽ làm sao? Đánh một cái text. Các bạn đồng ý tôi là đây có thể là đây là một bố cục về thiết kế mà. Nhìn chưa? Và tất nhiên tôi sẽ có một cái text tiêu đề ở trên là rất là to liên quan đến một cái sản phẩm nào đó mà tôi sẽ trình bày. Đó, các bạn có nhìn không ạ? Đây là một bố cục nha. Nhưng đối tượng này chưa làm xong thì nó lại có một cái tính năng tiếp theo của này, bộ đôi. Bộ đôi của nó là K là đổ mảng màu. Còn Shift N là đổ theo từng đoạn của nét. Các bạn nhìn này, Shift N đổ theo từng đoạn của nét. Shift N là đổ theo từng đoạn của nét. Được chưa? Đây ạ. Cái này nó hay ở chỗ này là khi biệt tích vào đây, bạn nhìn là tôi chọn từng đoạn được. Nên là tôi chọn từng đoạn này, nhìn đoạn này chưa? Tôi cho cái nét nó to lên. Số 10. Nên to nữa đi, khoảng 20, 30, 40. Nhìn thấy to chưa? Điều chỉnh được nét này. Và cái nét này tôi lại được quyền là chọn một màu khác nhau. Tôi chọn một nét tiếp theo. Tôi sẽ chọn cái này rơi tầm khoảng 15. Tôi chọn một nét màu xanh lá cây. Các bạn có thấy là trong đồ họa người ta có thể làm được những cái hình như này không ạ? Tôi sẽ chọn vào đây số 16, tôi chọn vào màu xanh dương. Tiếp theo, làm đồ họa mà chúng ta làm rất nhiều sự sáng tạo khác nhau. Trong này chúng ta sẽ có số 7, chúng ta sẽ chọn một cái màu lâu. Tiếp theo chọn vào đây, chọn theo từng phần một được nhá. Ok, chọn vào 18, tôi chọn một cái màu cam. Bên này tôi sẽ chọn một cái màu hồng. Rồi bên này tôi sẽ để một cái màu đen để cho mọi người biết là tôi sẽ làm được rồi. Ở đoạn này thì tôi lại để không thích để nhà để nét đất cơ. Đấy, có nghĩa là cái này nó sẽ làm được ra nhất nhiều thứ nhá. Đấy, em có thấy không? Và sau khi làm xong cái này thì chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được bằng cách là chúng ta chọn vào đây, chúng ta kéo vào đây. Nhìn không ạ? Nó vẫn điều chỉnh được bình thường nhá. Rồi sau khi đã làm dược xong tổng quan toàn bộ đối tượng đó thì chúng ta sẽ ấn vào expand là tách đối tượng ra thành những đối tượng bình thường. Tách đối tượng ra thành những đối tượng bình thường. Nào các bạn sẽ nhìn vào đây. Rồi tách rồi thì đối tượng sẽ tồn tại dưới dạng group, chuột phải chọn vào ungroup. Lúc này có phải là chúng ta tách được cái mảng này không ạ? Mà đã tách được ra như này thì chắc không có lẽ gì là chúng ta không để đưa một cái ảnh được vào. Ví dụ chúng ta chọn về đồ ăn là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ rất là hợp với phong cách của Nhật Bản. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Cho xuống dưới tất cả, mình chọn đối tượng số 2, căn trường số 7. Các bạn thấy chưa? À, phong cách làm cho nhà hàng Nhật là có thể thông ra nhà, nhưng mà em thấy bố cục nó sẽ rất là sáng tạo, nó không còn khuôn khổ là hình vuông tròn tam giác nữa. Đấy, em làm em được quyền sáng tạo mà, đúng không? Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy, có những người rất thích con số liên quan đến số 68. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng. Các bạn sẽ nhìn nhá, Ctrl Shift O, đúng không? Ctrl Shift O, tôi đổ một cái màu hồng nhé. Okay. Sau đó thì tôi sẽ vẽ một cái hình tròn này, tôi tạo ra một tín hiệu đồ họa, có thể chọn như này đúng không? Và cái này tôi sẽ để một cái màu ghi cho dưới tất cả. Đây, hoặc là các bạn có thể tự tách ra cái số 8 tôi bỏ đi, tôi lấy số 6 thôi. Một cái cho dễ. Được chưa? Đấy, làm tín hiệu như này cho hoành tráng. Màu này là màu xanh. Màu này là màu đỏ. Thì có phải là hai cái này pha nhau thành một tím không? Nhưng mà tôi cứ chọn màu cam trước cho các bạn dễ nhìn nhá. Nhìn nhá. Nào. Đối tượng 1, đối tượng 2 chúng ta chọn với nhau và lúc này chúng ta sẽ có một cái công cụ, đó là công cụ về ca. Bạn có thể đổ màu bên trong này, nhìn thấy đổ màu bên trong nhá chưa? Cái này đổ màu ra cái gì không? Ok, tôi tích vào đây.
Và sau khi tôi chọn màu xong thì tôi được quyền thay màu cho nó. Ví dụ tôi chọn một cái màu tím đậm hơn. Nhìn này không ạ? Cái này nó hay chỗ là các bạn có thể tạo ra những tín hiệu đồ họa trên mảng màu, trên áo quần, hoặc là một số trang. Ví dụ như trang 1 là giới thiệu thì tôi sẽ làm theo phong cách là một cái hình tròn xong ghi số 1. Đó. Những cái này hay ở chỗ nào? Nó nằm ở đây. Bạn nhìn nhá. Tôi có thể chọn là phím A, nhìn này, tích phân tích vào đây, nhìn tích cái này chưa? Tôi cầm điểm này tôi kéo sau này. Đấy, vừa đổ màu xong nhưng mà vẫn có thể điều chỉnh được đúng không? Ok, cầm này xuống đây được không ạ? Nhìn nhá, nó đồng màu nhau rất là đẹp. Đó, thấy chưa? Đây là vấn đề là chúng ta chơi những cái trò chơi rất là thú vị. Cửa sổ E, chúng ta sẽ chọn vào ổ E, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là dạy về cái AI. Tôi có nhớ không nhầm thì đây là một trong những giá trị mà người ta có thể làm được. Đó. Có nghĩa là người ta cắt dao giữa Z và E, nhưng mà lại không phải là cắt dao tung tóe đâu, mà là dùng bằng ngôn ngữ ca đấy để lồng màu nhau, để tạo ra các tín hiệu về cảm xúc, về màu sắc trong thiết kế đồ họa của các bạn. Thì cái đồ họa này là đồ họa trong trong trường, trong một số trường mỹ thuật người ta làm, nhưng cái này có thể áp dụng được. Đó, thì tôi đã trình bày cho bạn xem cái này. Và cái này nó còn làm được một số thứ nữa, là các bạn có nhìn thấy cái công cụ Shift Shift N chúng ta không ạ? Nhìn Shift N chưa? Ok, cái Shift N rất hay này, tôi chọn vào cái viền. Em nhìn cái viền này chưa? Tôi cho cái viền nó to lên. À, được không ạ? Tôi cho nó to nữa lên được không ạ? Và cái viền này tôi không để màu trắng nữa, tôi để màu trắng như này được không ạ? Đấy, thấy chưa? Nó có thể làm được như này cơ mà. Rồi, sau khi đã chọn vào viền xong nhé, nhìn này, chọn viền xong, tôi vẫn có thể được quyền chọn chốc để làm gì? Để tạo ra nét đất cho nó. Nhìn không? Và tất nhiên là công cụ phím A của chúng ta tích vào đây thì chúng ta vẫn có thể dịch chuyển được. Thấy chưa? Bạn thấy chưa? Nó rất là điêu luyện. Đúng không? Thấy chưa? Tự chạy nhá. Vậy thì em có thấy là ví dụ như một cái quyển catalog, chúng ta sẽ làm ra một cái phiên bản này. Đây, số 6 đây, đặt đây. Và tất nhiên là để muốn tạo ra một tín hiệu đồ họa thì không khó lắm. Các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Nhìn nhá. Người ta vẽ một cái poster có thể như này đúng không? Ok, các bạn có thể chọn màu hồng pink civic. Cho xuống dưới tất cả. À, màu có thể vàng như này cũng được. X. Hơi ghê. Đây, nhìn chưa? Chọn file, chọn vào plate. Ví dụ như thế, sau đó thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái túi sách chẳng hạn như này. Thực ra là để cắt được ra thì cũng nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà mình không cắt được thì mình phải chịu nhá. Đây. Chúng ta sẽ chọn một cái túi sách. Ok. Chọn cái này đi. Sản phẩm số 6. Và chọn vào multi chứ, lừa nhau tí. Đấy. Em bảo em luôn, người ta chỉ cần như này thôi. Nhìn chưa? Đây là một cách. Và tất nhiên bạn phải đặt thêm một tí text vào nữa, là câu chuyện của chúng ta trở thành một thiệt sản phẩm đồ họa nhưng nó lại ấn tượng. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo. Vậy thì công cụ K và công cụ Shift N có tính năng là một cái là đổ màu và một cái là đổ nét nhá. Rồi, tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp theo một công cụ biến hình. Các bạn ghi đi công cụ biến hình. Để đến thêm công cụ biến hình thì người ta dùng công cụ là Shift và Kép. Các bạn sẽ ghi là công cụ Shift và Kép. Shift và Kép là công cụ gì? Đây là một trong những công cụ điều chỉnh nét trực tiếp của đối tượng. Điều chỉnh nét trực tiếp của đối tượng. Các bạn sẽ lưu ý cái việc này cho tôi một tí, là điều chỉnh nét trực tiếp của đối tượng. Được không ạ? Thử xem nhá, chúng ta sẽ tích vào đây một cái. Chúng ta đánh một cái chữ, và chữ đấy có thể là phóng to. Chúng ta có thể là ví dụ như này. Nhảy được không ạ?
Sau khi làm xong bạn ấn vào Ctrl Shift O giúp tôi. Ctrl Shift O là biến chữ trở thành đối tượng thường đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta ấn vào Shift X. Các bạn có biết Shift X là gì không ạ? Ok. Thì lúc này cái công cụ này nó rất hay chỗ này, nó tự chọn vào cái điểm này và tự biến đổi. Nó có nghĩa là chọn nét của đối tượng và tự phóng to thu nhỏ theo từng đoạn. Ok, tôi sẽ cầm điểm này, tôi cầm lên tôi kéo cho bạn xem. Nhìn thấy không ạ? Đó, sáng tạo chưa? Chữ nó phải hoành tráng chứ, đúng không? Ok, thích như này được không ạ? Vậy thì bạn mới thấy rằng là như này, bản chất của đồ họa là gì? Là tạo ra những cái cảm giác khác nhau cho người nhìn. Cái chữ bình thường thì em nhìn thấy nhiều lắm rồi, nhưng mà chữ này em chưa nhìn thấy thì ok, vậy lạ thì người ta mới để ý đúng không ạ? Vẫn là chương trình giảm giá chẳng hạn. Các bạn đồng ý rồi đúng không ạ? Rồi, tiếp theo. Các bạn còn nhớ cái bài tập cũ của chúng ta là cái hình này không ạ? Còn nhớ này không ạ? Ok. Thì cái này nó hay ở chỗ này, là nó tự chọn vào đối tượng này và nó cầm cái này nó kéo ra cho các bạn. Có đúng không hả? Thấy chưa? Điều chỉnh trực tiếp không? À, bảo thấy nhưng cái đoạn này nó phải thấp lại cơ. Ok, cầm điểm này thấp lại. Xong rồi cầm đây to ra. À, nó có thể tự thấp lại và lại tự to ra. Ok, tự thắt lại, tự do lại. Có nghĩa là em có thể tự làm ra những cái thiết kế mà em mong muốn trên một đường thẳng đấy, được chưa? Ok, bây giờ tôi sẽ vẽ cho bạn một ý tưởng gọi là quảng cáo về máy ảnh. Và tôi sẽ quảng cáo cho máy ảnh đấy nó có tính năng là chụp cực kỳ xa. Em biết cái máy ảnh mà chụp xa là kinh đấy, đúng không? Ok. Vậy thì lúc này các bạn sẽ phải cần nhớ cho tôi mấy cái tiêu chí như sau, đó là phải nhớ lại cái bài, đó là công cụ bút. Còn nhớ bút không ạ? Ok, phải hy vọng rằng mọi người nhớ. Chúng ta chọn vào thư viện. À, chúng ta chọn vào thiên nhiên. Không biết thiên nhiên nó nằm đâu nhưng mà tôi sẽ chọn vào thiên nhiên đây. Trong phần thiên nhiên này tôi sẽ chọn một cái ảnh rất là dài. Chắc chắn là không phải chỗ này rồi. Chọn vào thiên nhiên đây. Mình nhìn này không ạ? Ôi trời, cái này dài quá à. Đây ạ. Các bạn có đồng ý với tôi là nếu ảnh mà muốn trở thành công cụ Brush thì phải làm sao? Cắt đường link. Bước thứ hai là chúng ta sẽ biến nó trở thành một công cụ Brush. Đó là Add Brush, là chạy từ điểm đầu đến điểm cuối của nét. Được chưa? Rồi, xong. Và lúc này sau đó thì bạn chỉ cần chọn vào cho tôi một cái nét vẽ thẳng trực tiếp từ trái qua phải như này đúng không? Ấn vào đây. Thấy được cái này không ạ? Còn vấn đề cong thì chắc chắn là cong được, bởi vì làm sao? Lúc này nó ở thành brush rồi, Shift C. Có nhớ cái này không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi, bỏ qua. Và các bạn nhớ một điều rằng cái công cụ vừa rồi chúng ta vừa chỉnh đó là Shift và ghép, là điều chỉnh nét trực tiếp, thì có phải đây là nét không? Chính xác chưa? Và cái này chỉ ứng dụng cho Add bút và Pattern bút thôi, là cái bút lọc đoạn đấy em. Nhìn này, tôi chọn bạn xem nhá. Lúc này tôi mới chơi tròn đấy, tôi chọn một điểm này, tôi cầm tôi xé ra. Đây ạ. Các bạn có nhìn thấy phình nào? Ok, sau đó tôi sẽ chọn điểm số 2, tôi lại thắt lại. Sau đó tôi cầm điểm này, tôi cầm tôi nối vào đây. À, thế là tự nhiên tôi gập cái ảnh lại chưa? Ok, sau đó thì tôi sẽ cầm điểm này, tôi xé ra đây, thì các bạn có thấy là to chưa? Ok, cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào đây, tôi kéo vào đây. Tôi chọn từ điểm này, tôi sẽ làm sao? Cho vào đây, và cầm điểm này, kéo vào đây. Em thấy chưa? Quảng cáo cho màn hình LCD. Được không ạ? Đó, tại vì là cái này tôi đã từng nhìn rồi, nên là chúng ta sẽ phải làm thôi. Đó, các bạn có thể tự chọn nhá, kéo vào trong. Đẩy ra ngoài và cho cái này chui vào trong. Rất chuẩn. Tôi đã cắt cái ảnh này ra thành 4 mảnh. Có nghĩa là rút ngắn khoảng cách lại thì nó mới theo kiểu gập nhảy này. Các bạn hiểu chưa? Thì các bạn chỉ cần đặt một cái máy ảnh bên cạnh thôi, rút ngắn khoảng không. Có nghĩa là chụp rất xa. Hiểu cái này chưa? Hoặc có thể quảng cáo cho màn hình LCD là trồng lớp hoặc là lớp như nào đó, tùy các bạn theo ý tưởng nha. Rồi, tiếp theo. Vậy thì cái công cụ vừa rồi thì các bạn biết rồi, nó là sẽ điều chỉnh. Vậy đi,
Các bạn còn nhớ cái biểu tượng về chữ của chúng ta không ạ? Tôi tích một cái chữ rất là dài. Chữ này dài lắm, đúng không ạ? Các bạn còn nhớ cái biểu tượng là chúng ta còn là áp bút không ạ? Chúng ta sẽ tích vào đây Ctrl Shift O và tôi biến nó trở thành một cái chữ. Có nhìn này không ạ? Sau khi trở thành cái chữ xong thì tôi được quyền dùng cái text này, tôi sẽ vẽ như này được không ạ? Đúng chưa? Nhưng rất hay ở chỗ là công cụ này nó thể làm được cả riêng này, cái này này, nhìn chưa? Phình ra. Có nghĩa là cái đoạn gần tôi ấy phải to, đoạn xa này phải nhỏ thôi. Ok, tôi sẽ chọn làm được đấy. Rất là nhanh. Hiểu cái này không ạ? Ok. Thì cái công cụ shift kép là công cụ điều chỉnh nét trực tiếp. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang công cụ tiếp theo, đó là công cụ shift R. Công cụ shift R. Công cụ shift R là một trong những cái công cụ mà gọi là tôi còn được gọi là công cụ phụ. Nó sẽ giúp ích cho chúng ta đó là làm ra những cái bố cục có nghĩa là nó không trau chuốt, nó thoải mái hơn một tí. Và cái này nó nếu mà nằm trên Photoshop thì nó chính là phiên bản của việc là Liquify, chính là cái việc của nắm đồ trên Photoshop. Có nghĩa là làm to, làm nhỏ, làm biến dạng về hình ấy. Thì các bạn sẽ nhìn đây, tôi sẽ chọn một cái biểu tượng hình. Và lúc này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu. Ctrl C, Ctrl F thì chúng ta sẽ đẩy từ trái qua phải. Và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn một cái màu nào đó phù hợp. Ví dụ tôi chọn ở đây, nhìn mà. Quét qua cả hai thì bạn sẽ chọn vào đây giúp tôi. Thì cái công cụ mà chúng ta vừa dùng đó là công cụ Shift R, các bạn nhìn tích vào đây chưa? Thì nó sẽ có cái ra cái đầu tròn như này. Và cái đầu tròn này to hay nhỏ tùy thuộc vào bạn tích vào đây nhá, nhìn chưa? Tích đúp vào. Để muốn điều chỉnh được độ to nhỏ của cái đầu bút công cụ Shift R đó, bạn sẽ tích đúp vào công cụ. Nhìn không ạ? Thì nó sẽ có chiều dài và chiều rộng cho các bạn. Với cái này là 100, nó to tầm đó. Bạn tăng hơn nhiều hơn 100 thì nó sẽ làm sao? Nhiều hơn, ví dụ như là tôi sẽ chọn vào 150 và cái này cũng là 150 nhá. Nhìn không ạ? Ấn OK. Các bạn nhìn nó to hơn chưa? OK, tôi muốn điều chỉnh nhỏ hơn, tôi tích đúp vào đây và tôi sẽ sổ xuống và tôi chọn vào số 60. Có thể bé hơn 70 và cái này cũng là 70, đúng không ạ? Nhìn đầu bé chưa? Và tất nhiên cái này rất hay, chỗ này nhìn này, cầm này. Cầm này, kéo ra này. Nõm vào trong, đẩy ra ngoài. Nõm vào trong, đẩy ra ngoài. Hiểu cái này chưa? OK, đẩy trong tí nữa được không ạ? Đẩy trong tí nữa được không ạ? Tôi sẽ làm ra biểu tượng này kiểu như là sô-cô-la, cà phê, cà phê, các thứ ấy. Có thể làm nhanh, được không ạ? Đấy, tạo hình cho khung hình. Và sau khi làm xong thì các bạn có được quyền là chọn là File và chọn là Place tiếp theo một lần nữa. Tôi sẽ chọn đến thư viện ảnh, tôi chọn vào phần đồ ăn. OK, chọn vào đồ ăn thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ có một cái biểu tượng về cái cốc cà phê. Có nghĩa là mình tạo hình thôi. Đó, sau đó thì các bạn sẽ quét qua đây một tí và cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2, Ctrl số 7. Tích đúp vào đây và chúng ta đẩy sang đây thì các bạn có thấy là nó sẽ rất là hợp với cái bản chất mà chúng ta vừa làm ạ. Nhìn thấy không? Các bạn tạo hình, chọn đối tượng người đâu anh em này. Làm cho bánh sô cô la, kẹo kia cái thứ người ta làm theo phong cách này mà. Hiểu nghe không? Rồi, tiếp theo. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có một tính năng là chúng ta trang trí bằng cách nào. Tôi sẽ chọn một cái màu đậm. Sau đó để các bạn sẽ vẽ cho tôi những cái nét để chúng ta trang trí trên những phiên bản thiết kế, có thể là chỉ trang trí đường riềm. Đây là những tín hiệu phụ nhá, các bạn nhớ nhá, Shift X chúng ta sẽ làm mất màu đi. Tôi sẽ copy cái này thành 2, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, được chưa? Với cái này bạn sẽ quét qua đối tượng này, nhìn thấy bạn nét này. Tôi sẽ dùng công cụ là Shift R và cầm này, tôi kéo đây, OK, tôi cầm kéo đây, tôi cầm kéo đây, OK. Các bạn có thấy là tôi đã có một cái tín hiệu về nét, chơi với nét và làm thiết kế cho nó, có thể trang trí đường riềm, các bạn có thể làm nhảy được. Và các bạn có thể quảng cáo mì, có thể quảng cáo mì được không ạ? Các bạn có thể quảng cáo cho thuốc Fugake, đúng không? OK. Và chúng ta làm rất là nhiều thể loại.
Tiếp theo cũng tương tự như vậy thì chúng ta cũng thể tích vào đây một cái, chúng ta sẽ ghi một cái chữ, ví dụ như xe phi măng. Và tôi sẽ chọn một cái biểu tượng là cái phông chữ của chúng ta có thể dày hơn. Sau đó chúng ta phóng to ra tí nữa và chúng ta chọn màu hồng. Ctrl Shift O. Biết Ctrl Shift O chưa? Sau khi ấn vào Ctrl Shift O xong thì tôi mới dùng một cái thao tác, đó là dùng công cụ Shift R. Đúng không? Thì cái này các bạn nhìn thấy, tôi kéo xuống đây nó có thể gì nhỉ? Nó chảy xuống. Nhá, chảy xuống tí nữa. Ok, chảy xuống tí nữa nhảy cho mà. Đấy, các bạn có thể tạo hình cho những chữ của bạn nó sẽ khác biệt. Ok. Hiểu cái này chưa? Vấn đề là chúng ta phải tự nghĩ ra và tự ứng dụng cho nó rất là tốt ở trong cái phần này. Phần thứ hai cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chuyển sang tiếp theo, đó là công cụ về làm xoắn. Nhìn làm xoắn chưa? Đấy nha. Tiếp theo tôi sẽ làm cho bạn muốn cái một thứ cho nó dễ dàng hơn. Nào, chọn vào đây Ctrl C, Ctrl F và chúng ta sẽ đẩy từ trái qua phải với một tỷ lệ là một màu. Sau đó bạn hãy chọn vào công cụ xoắn này, nhìn này chưa? Tích vào đây này. Nhìn không ạ? Bạn yên tâm một điều rằng đây là một trong những giá trị và liên quan đến khá nhiều văn hóa. Nhìn không ạ? Xoáy này. Bạn sẽ chọn xoáy thứ hai, tích vào đây một tí cho tôi. Ok, tích vào đây. Thấy chưa? Tạo hình nó đẹp mà. Và cái này có thể trở thành các vị trí điểm. Cái này có thể trở thành mác đeo cho một hãng thời trang nhưng hơi cổ điển. Đúng không ạ? Đấy, có nghĩa nào? Khi mình làm ra một cái mình đã phải suy diễn ra cho nó rồi. Và tất nhiên cái này có thể làm cho chữ được không? Thì tôi sẽ đánh một cái chữ được gọi là mang tên là A. À, có thể cách điệu Ctrl Shift O. Và sang bên đây thì tôi sẽ chọn vào công cụ xoáy. Các bạn nhìn xoáy này chưa? Ok. Nhìn này chưa? Xoáy rất là đẹp. Đấy, chữ tôi có thể nhảy được không ạ? Nha, thì các bạn có thể tự nghĩ và suy diễn cái này ra. Ok, chúng ta tạm thời giải lao nha. Nhìn này. Vậy thì qua cái giá trị về xoắn này rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này chưa? Cái này là tạo ra độ hút cho đối tượng. Thực ra trong Photoshop thì nó sẽ làm cho, ví dụ như là mình có một cái gương mặt và mình chọn vào cái biểu tượng đó thì mình sẽ làm cho cái mũi của chúng ta có thể nhỏ lại, xinh xắn hơn. Nhưng mà trong cái thằng Inuit thì không làm được điều đó. Đây, tôi cho bạn xem. Chúng ta sẽ copy ra phiên bản thứ hai. Mỗi một cái này nó sẽ tương ứng với một bố cục Ctrl C, Ctrl F. Tôi sẽ đẩy qua trái và chọn cho nó một cái màu. Sau khi chọn màu xong thì bạn nhớ là tôi sẽ đến cái này, các bạn nhìn nha. Ok, các bạn nhìn này, cầm tôi vuốt vào trong. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là mỗi cái này nó đều có thuộc tính nha. Thì đây cũng chỉ là một cái bố cục thôi. Nhìn thấy không ạ? Đó. Bạn có thể cho ảnh vào. Nhưng mà nó lại không giống như những cái mà chúng ta đã tưởng tượng là làm nào để cho trau chuốt hay không. Cái này nó sẽ đi theo đúng cái kiểu thoải mái này. Vậy cái này có thể làm gì? Ví dụ các bạn vẽ một cái pen. Tích vào đây một cái. Tôi vẽ trong thiết kế thì người ta có một tính năng. Tôi tích vào đây một cái. Tôi tích vào đây một cái. Ok, sau khi làm xong tôi chọn vào đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và tôi sẽ cắt bỏ phần thừa đi. Thì bên ngoài tôi sẽ có một cái lá chuối. Màu này tôi sẽ để sáng hơn. Nhìn thấy không ạ? Với cái này các bạn sẽ chọn công cụ phím me, bạn chọn vào đây một điểm cho tôi và cầm kéo lên tí. Nhìn không? Tiếp theo chọn vào đối tượng này và chọn vào công cụ, nhìn thấy không? Cầm này. Là giống lá chuối không? Là giống lá chuối ở quê không? À, tại sao phải sinh ra những cái lá chuối như này? Bởi vì có nhiều cái thiết kế mà chúng ta phải dùng giữa thật và giả. Ví dụ cửa sổ E. Tôi sẽ chọn vào ổ E, tôi chọn vào bánh trung thu cho các bạn. À, chúng ta chọn vào bánh. Đây. Ở trong bánh trung thu này chúng ta bật lên một tí. Các bạn sẽ thấy là ở đây nó có mang phong cách gì đó mà. Chúng ta sau này có thể vẽ lá chuối xong rồi vẽ một cái nạt xong rồi đặt một cái bánh vào đây. Cũng giống như tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn sang bên này. Nhìn em ạ.
anh làm giả những cái phong cách. Ok, tôi chọn là pen, tôi tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Sau khi làm xong, tôi chọn một, chọn hai và tôi lại cắt bỏ phần thừa đi. Và cái màu này thì các bạn nhớ là tôi sẽ chọn cho nó đậm hơn, cho nó lên trên xuống dưới tùy các bạn. Rồi, sau khi tôi chọn vào đây xong thì tôi sẽ chọn vào đây. Đấy, mọi người nhìn nhá, chúng ta sẽ vuốt vào đây mà. Các bạn biết làm bún đậu mắm tôm không? Cho lá chuối vào đây, mẹt, cái mẹt mà sản phẩm vào đây là chắc chắn ăn đấy. Nhìn này, tôi chọn là bánh trung thu và tôi sẽ cắt cái bánh trung thu đấy vào. Ví dụ đây, đây là một cái bánh, tôi sẽ chọn vào đây. Tôi thiết kế tôi có nhiều dạng. Đây, ví dụ như này. Nào, chọn là pen, đồ hình. Đấy, hôm nay là công cụ phụ nên là chúng ta sẽ phải đi rất là nhiều thứ. Ok, chọn vào đây. Đấy, tôi sẽ đồ rất là nhanh cho các bạn để các bạn dễ hiểu rằng là chúng ta sẽ tạo hình ra sao. Đó, chọn vào đây, bẻ cong. Đó. Sau khi làm xong tôi chọn 1, chọn 2 và tôi ấn vào Ctrl số 7 thì các bạn sẽ thấy này chưa? Tôi cầm đối tượng này đặt vào đây. Đấy, có nhiều người ta sẽ đặt nhảy. Xoay ra một tí nữa. Tôi đặt Ctrl này xuống dưới một lớp và cho nó nhỏ hơn. Có nhiều người người ta sẽ theo cái phong cách nam tre như này. Ok, các bạn nhìn này chưa? Và tất nhiên là sau khi mà làm xong này thì bạn cũng phải sử dụng thêm cho tôi một tiêu chí nữa, đó là các bạn sẽ vẽ một cái biểu tượng hình tròn đặt xuống đây. Và tất nhiên là chọn một cái màu xanh đậm, dùng multi là làm đậm màu, nhìn đúng không ạ? Làm đậm màu để tạo nó bóng thôi. Chọn xuống dưới này, nhìn này, cho xuống dưới một đối tượng này. Các bạn có nhìn này không ạ? Chọn trên nhá. Chọn này lên trên này. Có thấy là tôi có bóng của này không ạ? Và cái bóng này tôi muốn nhòe cho nó đẹp hơn thì các bạn sẽ bắt buộc phải dùng một tiêu chí, đó là tôi chọn vào Effect, tôi chọn vào Blur và chọn vào Gaussian Blur thì cái hình này của chúng ta nhòe ra và bắt đầu như có không gian làm giống như chúng ta làm bên ngoài đấy em. Nhìn không ạ? Nhìn nhá. Chọn vào Effect này, chọn Blur này, chọn Gaussian Blur này, tạo ra hiệu ứng này. Các nhìn theo ạ, đã xong được cái bóng. Tôi copy sang cái bóng bên thứ hai, thu nhỏ này. Tất nhiên là cái bánh thì nó có nhiều loại nhé, chứ không phải là một loại đâu nhá. Rồi ok, chọn ở đây, chọn đây cho tôi. Và cái này tôi sẽ phải chọn lên trên, ví dụ như thế. Đặt vào đây, chọn cái bóng này, kéo xuống đây một tí. Ví dụ thế. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, vấn đề là chúng ta sẽ tạo ra tín hiệu cho nó ở đâu. Và cái màu này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái, ví dụ như tôi chọn rồi, ok. Đấy, đặt một cái chữ vào đây. Bánh trung thu, ok. Tôi chọn vào phông chữ, đó là gì? Chọn vào phông chữ là in hoa. Và sau khi chọn phông chữ in hoa thì chúng ta sẽ chọn một cái màu nâu, nhìn không ạ? Hương vị của người Việt. Đặt chữ đây. Và phông này là phông nhỏ thôi. Đấy, ví dụ như thế. Ok, thì cái mà vừa rồi tôi chia sẻ cho bạn chính là cái này. Tiếp theo chúng ta sẽ làm này, cái này là phình ra. Phình ra thì nó làm cái gì đây, tích rồi. Nhìn nhá, Ctrl C, Ctrl F và chúng ta đẩy từ trái qua phải. Chọn
chọn cho nó những cái màu mà các bạn mong muốn và tôi sẽ chọn ở đây. Các bạn nhìn này, ok, chúng ta có thể tạo ra những cái hình nó ngộ nghĩnh, có thể cho trẻ con. Bằng cách nào? Tôi sẽ chọn vào file, tôi chọn vào plate. Lúc này các bạn hãy chọn đến thư viện ảnh và chọn đến bánh ngọt giúp tôi. Trong bánh ngọt thì tôi sẽ kéo xuống, tôi sẽ chọn một cái nhân vật nó yêu yêu hơn một tí. Đây các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Chọn xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và control số 7. Đúc vào đây, đẩy sang đây. Nhìn không ạ? Nào. Bạn có thấy là nếu mà tôi sẽ để cái màu này là màu đậm thì các bạn nhìn ra đó. Nhìn không ạ? Có nghĩa là cái tạo hình của mình nó ngộ nghĩnh. Nó không theo cái cách thông thường mình làm nữa. À, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái gọi là tạo ra răng cưa biến dạng về viền của đối tượng. Các bạn sẽ chọn vào đây. Tôi sẽ làm cho bạn xem. Nhìn này, kéo vào đây một tí, Ctrl C, Ctrl F và chúng ta đẩy qua trái này. Nhìn ạ, chọn một cái màu. Cái này viền răng cưa bằng cách nào thì bạn chỉ cần chọn vào đây cho tôi. Sau đó bạn đi trên đường riềm này, ok. Đó, thế là nó tạo ra những cái hệ thống răng cưa nha. Nhìn không ạ? Nhưng nếu mà răng cưa nói về đẹp và có một số cái là các bạn đi siêu thị thì các bạn có thấy là ở trong siêu thị người ta hay có tròn là 98k xong rồi tung tóe ra mà. Đây ạ. À. Thì cái này chính là cái này đây ạ. À. Ok, to to đi nhá, 98.000. Tôi sẽ chọn vào đây khoảng 100 và cái này cũng là 100. Nhớ bạn tôi cầm này. Có nhìn thấy trong Bixi người ta hay có cái này không? Ghi đùi gà, có một cái đùi gà ở đây và người ta ghi là 98k và đây là câu chuyện của chúng ta đã xong rồi. Những cái gì liên quan đến mới, những cái gì liên quan đến thì người ta hay làm trong Bixi theo kiểu như này. 98k. Ok, chúng ta sẽ phóng to và đặt vị trí này. Ok, chúng ta chọn một cái màu đỏ. Hiểu cái này chưa? Và tất nhiên cái này sẽ là màu trắng. Hiểu chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cái cuối cùng thì riêng cái phần này là chính là làm ra biểu tượng xước. Tạo ra xước hình. Tạo ra biểu tượng xước hình tốt nhất là cái này. Đây ạ. Để muốn tạo xước hình người ta dùng một tiêu chí như vừa rồi tôi vừa làm cho các bạn xem. Đó là cái này này. À, cái này có một nguyên tắc như sau là khi bạn tích đúp vào nó thì ở đây nó sẽ có số là 0 độ thì áp dụng cho trên và dưới, còn cái này bạn đánh 90 thì áp dụng cho ngang. Ví dụ 90 như này nhá, bạn sẽ thấy là nó áp dụng ngang. Tích vào đây một điểm này, nhìn nhá, tích còn nhiều lần này. À, bạn cứ tích một lúc sau này tự nhiên cái này nó sẽ trở thành cái xước hình trông rất là đẹp. Nhìn thấy không ạ? Sẽ làm rất là đẹp luôn. Nhìn nào, làm xước rất tốt. Và cái này áp dụng thực tế mới ra một cái chữ như này thì mới tốt này. Nhìn này, tôi sẽ ấn vào biểu tượng là một cái chữ. Vừa rồi có dùng cái công cụ này Shift R nhưng mà Shift R không thể bằng cái này được. Ctrl Shift O. À, bạn sẽ chọn cho tôi là tích đúp vào đây thì cái này là áp dụng là 90 là áp dụng theo chiều ngang. Còn không là áp dụng trên và dưới. Tôi sẽ chọn vào đây không. Các bạn nhìn tôi tích vào đây nhá. Nhìn nhá. Đó, bạn có thấy là nó sẽ làm sao? Nó sẽ rớt nha. Cái này mới chuẩn này. Ok, tôi sẽ cho nó chảy xuống một tí nữa. Đó. Thì cái này làm mới chuẩn được. Phải chưa? Halloween. Ok. Thì vừa rồi có chia sẻ cho các bạn một vài cái tính năng trong công cụ phụ. Và bây giờ thì các bạn sẽ thử trải nghiệm với cho tôi cái sản phẩm tương đây. Ok. Các bạn làm đi. Hôm nay thì chúng ta sẽ học công cụ phụ.